Phải, cho nên nó quen thôi. Đây đây đây, khai khai quen. Bán tiền là chi hả? Nó Lâm quen hoàn đồ. Ồ, nó khốn lắm. Khốn nha, khốn nha, ngoan nha. Cháu này là rất hiếm có. Rất hiếm có hả? Ừ, hiếm có loài này. Đấy, đến cả cái móng chân nó cũng hồng quý vị ạ. Đấy, móng chân nó cũng hồng luôn. Ôi giời giời giời. Đấy, đấy, không vấn đề gì. Đấy, rồi là sừng này. Bộ sừng này là sừng hạt gạo này. Sừng hạt gạo á? Đây con này đây đâu này, trời thấy chưa, cái nga con này đâu này, gọi là gọi sừng hạt gạo này. Đây rất hiếm có. Kính thưa quý vị, hôm nay thì Khánh đang trên đường đi làm đấy, trên đường đi làm ở trên chỗ huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An, thì đang gặp một bác trai đang dắt một cái con trâu mà Khánh thấy rất là quý vị ạ. Thực tế là Khánh tuổi thơ là gắn liền với trâu, trên lưng trâu đấy, cởi trâu để đi chăn đấy, nhưng mà toàn trâu đen thôi. Nhưng ngày hôm nay thì gặp cái con trâu này là trâu hồng, cho nên là thấy nó rất là cả cái sừng của nó cũng màu hồng luôn đấy, còn lông thì trắng hết, cho nên là thấy cũng rất là hiếu kỳ. Chính vì vậy thì Khánh đi theo chân của bác trai này về nhà của bác đấy, để muốn là tìm hiểu xem cái giống trâu này là như thế nào, và nó có dễ nuôi hay không, và cái khả năng sinh sản của nó ra làm sao, và đặc biệt hơn nữa là giá của con trâu này thì có đắt không quý vị nhé. Mời quý vị chúng ta cùng Khánh vào ta cùng khám phá nhé. Nếu quý vị nào mà chúng ta đã từng hiểu về cái giống trâu này đấy, thì quý vị chúng ta có thể là để lại cho Khánh một cái comment ở trong video này nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cháu chào bác. Quán được rồi. Dạ dạ. Ôi giời ơi. Ở đây à, con thấy bác có con trâu hay quá. Con trâu hay quá bố. Con thấy bác có con trâu hay quá cho nên là muốn theo chân bác về đây coi tí. Dạ dạ dạ. Con tên là Khánh, con ở bên Hà Tĩnh đấy. À thế à? Dạ, con đi ở trên Kỳ Sơn về. À thế à? Con chưa có đôi nào. Cho coi được tí thì hay quá hề. Đây là đây đây. Yeah. hay quá nha con. Tuổi thơ con là cũng đi chăn trâu nhiều. Nhà con ngày xưa bố mẹ cũng nuôi trâu nhưng mà toàn trâu đen thôi. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay thì Khánh đang trên đường đi làm từ trên Kỳ Sơn về thành phố Vinh đấy. Thì đi qua chỗ huyện Đô Lương ở đây thì thấy một bác trai đang dắt một con trâu. Có một cái màu rất là đặc biệt. Đấy, thì tuổi thơ của Khánh cũng gắn liền với đồng ruộng, gắn liền với trâu bò. Tuy nhiên thì đây là lần đầu tiên mà Khánh thấy có một cái con trâu rất là đặc biệt như thế này đây. Đấy, cho nên là muốn là theo chân bác trai về đây để chiêm ngưỡng con trâu này. Đấy, đồng thời thì chia sẻ với quý vị. Ui dồi, bác nuôi chó nhiều phải? Bà con nó sủa đấy ạ. Bác ơi, cái giống trâu này là giống trâu gì? Gọi là trâu bạc. Gọi là trâu bạc á? Bạc lái đỏ. Bạc lái đỏ hả? Ồ, quý vị ơi, chúng ta nhìn thấy trâu này. Hay quá. Đấy. Đấy là phóng viên nhà báo. Hay con trâu là. Dạ. Dạ dạ dạ. Ồ, con trâu này thấy người là nó nhát hả bác? Không, nhát đó là người là đấy. Quen chủ. Nó quen chủ hả? Trâu này rất khốn, nói trâu này khốn lắm, người khác cũng bắt được. Người khác? Chủ mình bắt thôi. Gọi là chủ cho con, người là không bắt được hẳn đâu. Ồ thế à? Nó khốn lắm. Nó khốn lắm hả? Nó cái vô là khốn nhất đấy. Cái giống trâu này khốn lắm. Cái giống trâu này nó khốn lắm hả? Nhà con ngày xưa là bố mẹ, rồi là con hồi nhỏ cũng đi chăn trâu suốt đi. Nhưng mà toàn trâu đen thôi. Trâu đen. Dạ. Đúng đó, trâu này bản hiếm. Trâu này có đắt không bác ơi? Nói chung tâm cờ mà đẹp nó đắt giá hơn trâu Tây. Đắt hơn còn nhiều không? Nói chung vài giá thôi. Đắt hơn vài giá thôi. Cái loài này to trâu. Nó farm trâu chúng phải rẻ. Giờ mới bắt đầu là thay bà. Thay ba có nghĩa là ba răng hả? Ba răng. Bây giờ mới ba răng. Nhà như con này là thay ba là được 3 tuổi hả? 3 tuổi đấy. 3 tuổi đấy. Dạ. Hay quá hè. Nhìn con trâu này, bây giờ mời quý vị chúng ta cùng Khánh chiêm ngưỡng con trâu này nhá. Con trâu nó hơi sờ một chút bởi vì Khánh người là đến.
Đấy cho nên nó hơi sờ một chút. Nó chỉ quen chủ thôi. Nó quen chủ thôi. Con này là trâu cái à? Trâu cái. Dạ dạ. Đấy cả nhà. Đấy đứng đấy. Đấy. Ồ cái này mà mình tắm cho nó sạch chứ ấy. Thì có lẽ là nhìn cái da nó đỏ hồng luôn hả? Đỏ, nó da này nó đỏ mà. Đó. Ờ. Con da nó đỏ. Da đỏ. Đây quý vị này, chúng ta nhìn này, nhìn từ trên xuống dưới này là da là đỏ hồng luôn. Đỏ hồng. Đỏ hồng luôn, còn lông là trắng tinh. Tinh đấy. Lông trắng tinh. Vân la đấy. Dạ. Cháu cũng là nông thôn thôi nhưng mà nhìn những con trâu này là đây là lần đầu tiên cháu thấy con trâu màu hồng đấy. Ở ngoài đời đấy. Yeah. Cái con này là đây quý vị chúng ta nhìn thấy trước cái đầu của nó có cái xoáy rất là đẹp này. Đấy. Nhìn nó cũng hiền nhưng mà nó sờ sờ thôi đúng không? Người là nó không bao được hẳn. Dạ dạ. Nói còn nó không báo cho nó trâu đen không đẻ được trâu bạc. Dạ. Trâu đỏ. Chứ còn trâu hồng này là đẻ nó mà phối với giống đực trâu là giống đen. Có những khi nó vẫn đẻ ra con nghe đen. À. Ừ. Vâng. Da rồi nó mới đẻ. Da rồi nó mới đẻ. Ừ. À. Da nó đâu đẻ, thỉnh thoảng thôi chúng quay lại đúng. À, chứ còn nữa là nó đẻ ra vẫn trâu hồng này. Là vẫn trâu này đấy. À, đẹp quá. Hay quá quý vị ạ. Thôi thầy chứ quá, cứ thầy đi theo với này. Dạ. Cháu thấy con trâu đẹp quá bác ơi. À dạ. Cháu đi theo bác khi này giờ đấy, cứ đi sau lưng bác ấy. Đấy được, đi ba hai xem. Dạ. Hay quá, đây Khánh nha. Cho mọi người chúng ta cùng xem nhá. Cùng xem để xem là bác trai có thể là chia sẻ cho mọi người biết thêm một vài cái đặc trưng của con trâu này là gì nữa bác hay. Trâu này thuộc là gọi là trâu tía bạc này. Trâu tía bạc. Ừ, trâu tía bạc mà nói trâu này là rất hiếm. À rất hiếm à? Rất hiếm. Cũng có loài bạc nhưng bạc không được như thế này. À. Không được như nói này đâu. À. Nó đẻ sữa hơn. À. Nó đẻ không được chuẩn mà nói một cái lái giọng nó không bằng cái loài nói trâu này. À. Ừ. Vâng. Trâu này là rất hiếm có. Rất hiếm có hả? Ừ, hiếm có loài này. Vâng. Ừ. Nó đỏ lừng mùa đông cũng như mùa hè. À. Mà nó đỏ cái da nó lừng cái này. Cái này mà mùa hè trời nắng mà mình nhứt cho càng, nó sạch. Nó càng đỏ nữa, nó càng sạch nữa. Nhứt sạch cái bóng hả? Ôi bóng đẹp. À. Đấy. Thì nó hồng lên đẹp lắm hả? Ờ đẹp. Dạ. Đã quá. Mới đúng mua hai cho mua thấy nó còn đẹp nữa. Dạ. Trâu này bây giờ mà mình nuôi kiểu là để làm cạnh nó cũng đẹp đấy. Ờ thì bác. Hả? Con trâu này là chính là người ở dưới Yên Thành nhà mổ rồi. À. Nhưng mà sao bác thấy con trâu này mà cái nó đẹp đấy. Bác bắt về bác bán bò đi bác để con trâu này lại. À. Con trâu này. À. Ừ. Nó to lắm nó con ạ. Hả? Chưa đẻ lửa chưa mới bán lửa đâu. Đâu. To lắm. À giờ mới chửa lửa đầu ha. Ừ, chửa lửa đâu mà chửa được 3 tháng. Chửa được 3 tháng rồi. Ừ, 3 tháng. À. Ừ. Bác có thể rắc lối đi ra chỗ đây thong thoảng ta ngắm một tí này. Đấy. Ui giời. Đi mà đi ra coi. Hay quá. Coi cho đấy cho lừng này đấy. Coi cho đạ luôn này. Đấy. Đấy cả nhà chúng ta nhìn thấy này. Ui giời ơi ra đây sáng này. Đẹp quá. Đấy. Đấy, đến cả cái móng chân nó cũng hồng quý vị ạ. Đấy, móng chân nó cũng hồng luôn. Úi giời giời giời. Đấy, đấy không vấn đề gì. Đấy, rồi là sừng này. Sừng nó cũng hồng này. Nhà. Khôn ha. Hay ha. Mắt he này. Đấy, sừng nó cũng hồng luôn này. Hồng. Đấy. Bộ sừng này là sừng hạt gạo này. Sừng hạt gạo á? Đây con này đánh đâu này trời thấy chưa cái nga con này đâu này gọi là gọi sừng hạt gạo này đây rất hiếm có tức là cái đầu mút sừng rồi đầu mút sừng hạt gạo nó trông như ngọc đấy đấy đây này rồi thấy chưa đó nó như hạt ngọc đấy rồi thấy rất hiếm có dạ đấy đó là bác nói đấy có nói là bác nói vậy đấy vâng tức là cũng là giống trâu hồng này nhưng mà với cái sừng mà đầu giống như hạt ngọc đó là sừng này là quý nhất này mến chủ nhất này mến chủ hả mến chủ gọi là mến chủ ra ngoài đông thì chỉ có chủ bắt chứ đừng có anh nào bắt được hẳn đấy mở đi thả là cái mở chứ sưng hết mở ra nhưng mình ra coi anh nó là bắt đầu chứ nhổ nó tăm nó nhổ nó hụp nó hụp nó khốn cực kỳ hay à con trâu này khốn trâu đặc biệt đấy trâu hay đấy quẹt tức ra ông bảo là thôi về đi bắt đầu ông đi là nó lấy nó về thôi nó về đây. Hay quá hay. Khốn cực kỳ là chỉ có ông mới ông quen mà ông đi suốt dạ ma thì đi vâng ma thì cũng được chứ không phải nó khốn lắm nó vẫn mệt hay trâu khốn lắm trâu khô trâu hay đó hả đẹp thế
Làn này, làn này lượt rồi mà. Mà lấy, lấy. À. Làn rồi, cô chào cô đã làn rồi, mà lấy. Ừ. Thế rồi, cái con trâu này thì ông có dùng để đi cày không? Có. À, vẫn kéo. Vẫn cày kéo nữa à? Ừ, cày kéo. À. Nói chung hẳn đứa ông đưa về đấy không có gì vật việc gì đâu. À. Bắt cô là làm thôi. Ủa thế không cần phải không phải tập à? Không, không phải tập gì hết, nó khốn cực kỳ. Ôi trời. Là như con làm. Con cũng là dân mà cũng đi cày nhưng mà thấy ông bảo là đưa trâu về mà không cần phải tập. Không mà. Không bắt nuôi nó lớn nó khốn nó bắt đầu lòng mình chỉ là nó phải vật. Không phải tập là ba bữa nữa là có hồi làm cả chứ cụ ba là quán đi chứa vật cho nên vừa thôi đầy ra ta nhớ chủ làm chứ vậy ngoài chủ nó làm được vâng rồi đó của công này thôi ba đầy ta bắt ta thử cay ta mà ta cay là mang được lúa nè ui rồi ôi hay thế ồ thế là ngoắc cày vô là cày luôn thôi cay rồi đó cái ông quay tôi bắt vào xe là đi rồi thôi. Ôi giời, không phải tập. Không. Ôi giời, nhà con mà ngày xưa mà để tập cái kéo cái xe ở trong đó là. Là gọi như là cả bố cả con hai cha con là bố trước con sau là phải phải tập mấy là phải. Nay thì không. Nó chạy như ngừa luôn. Không ồ, thế mà con thì không cần phải tập. Không phải tập. Ngoắc vô là chạy. Vác con đi bình thường rồi. Ôi trời. Hay hề. Ô hai hàng cái này ông bắt vào là ba chỉ giờ cầm đằng đầu nó đi sau là thử ông cày là nó không hề dầm con ngỗng đâu. À. Hai hàng ngỗng là trọt. Vun luôn á, vâng. Con trong rồi có vun cho vun luôn á này, vun dạ dạ, cay vun á, dạ dạ, ngô là cay vun, không vậy, nhiều con nó nhảy lên nó gầy cho ngô, hay hạn nó không bao giờ, hạn nó có đặc, thế là con trâu của như con trâu của bác đây là cũng gọi là top là độc là Việt Nam rồi đấy, có. Đấy đặc biệt đấy, thế nay cho mấy ngày vào hỏi mua đấy nhưng mà không bán đâu, không bán á. Ừ, nó thả ngoài đông nó bám những người đi theo xem này. Dạ. Mưa con... được tay tới hai ông bố này này mà không. À. Bạn nói ông bạn. Dạ. Thực ra là con nhìn thấy con trâu này nó rất là đẹp, nó rất là hay, nó khác. Cả con trâu chứ. Dạ, mà bây giờ mà bắt nó cày kéo thì cảm thấy nó hơi tồi nó. À, bởi vì là cái này là cái con này là bác phải con này là phải gọi là nuôi để làm cảnh, nuôi làm cảnh ấy. Để giống như thú cưng ấy. Ai đấy? Thì không cho vần hắn chán hẳn lắm đấy. À, ông bà còn làm nhiều ruộng nữa không? Có ít, ông bà còn làm cả bài cả chim có 4 sào thôi. 4 sào hả? Ừ. Đấy. 4 sào thôi. Dạ, 4 sào thôi mà con này là cày hết đấy. Cày mần trò. Con đất ấy thì mấy dập. Dập xong là ông trò cũng mần thôi, bừa bên nơi thôi. À. Ông ngủ thì dư dập cho bạn nó mày nó dập chứ. Dạ. Chứ có tạo làm bừa. Vâng. Đấy. Không, nhiều người họ vẫn tính lòng tà ngoài đông mà vẫn tính họ theo múa nhìn trấu họ theo. Vâng. Không, khi nào tôi đi Nam tôi điền. Khi nào đi Nam tôi điền. Khi nào đi Nam là bán á? Ờ, đi Nam là bán. Con này bây giờ bác nuôi làm cảnh cho mọi người đến chiêm ngưỡng này. Đấy. Không nói thế núi thôi. Mà bây giờ đấy cái sừng của nó này sừng hạt ngọc ở trên đầu sừng đấy quý vị này. Đầu này nó gọt đâu. Dạ. Rất hiếm. Đấy. Bác thầy nó khí nghẻ là bác cái thật bo bác nuôi bác con bo đấy. À. Bác thấy nó hắn là bác thấy con nghẻ sưng mày đây này thôi. Dạ. Những cái đoàn này nó rất trắng, nó tính này. À. Mà có mấy thơ múa nó vẫn tính lắm. À. Đến khi bác múa nó lừa bác nó nói con nghẻ này đứng bác nó có bắt. À. Đứng ngủ hai đứa nó đến nó vào đứng có bắt. À. Nghẻ nó phâm lôi. Ơ giờ nó lừa. À. Bái cái im lặng để tao bắt. À. Báo nhưng bắt. À. Nó bắt cuốn chủ nó là nó nói nó này. Nó nói con nghẻ nó phâm lôi ông nó có múa. À. Lôi xong múa im lặng. Lôi múa đúng không? Ờ lôi. À. Bác như vậy là nuôi trâu bây giờ là cũng mấy chục năm rồi là bác thấy được cái con trâu mà có cái sừng kiểu như thế là rất là hiếm á. Là bộ của cháu ở ngoài kia cùng nuôi trâu. Cùng nuôi trâu. Bố của bác á? Ừ. À. Bộ á. Bộ dạ. Với ông cùng nuôi trâu nhưng cùng nuôi một mà trâu bạc. Vâng. Nhưng mà trưa nay có một vạt đen này này. À, vẫn có đốm đen. Hướng, gọi là châm hướng. Dạ. Là như cái mũi này này. À cái dấu đen này là gọi là mũi trấu trong hướng này. À. Đấy là múa. Dạ. Con một mau hẳn thống đừng có bắt. À. Thứ hai nếu ưu điểm được là có cái sừng hạt ngọc, có cái đầu vọt ngọc hạt ngọc này. À. Là quý nhất. À. Hẳn gọi là phúc lời chủ. À. Cho nên múa được nó quý, nhưng bác thấy con nghe là coi nó mới sừng cái nào này đấy thôi con này mà 17 triệu mà. Dạ. Cả hai con đực là con đực đen này 34 triệu. Bác định bắt con sau 3 chiều này thôi bắt con nghẻ này lắm. Mấy cái phương múa nó đang nó lừa này đừng có bắt con nghẻ nó phâm lôi đừng có bắt. À. Đấy này. Bác ơi, lôi không bắt đây đó đúng bao nhiêu đó bắt. À. Bắt. À. Ừ.
mà chưa nó bảo như cái điện hỏi mua đi ngoài đang ba đo thì ông nói năng nghe mấy nhưng mà họ hỏi mua họ trả với họ hỏi mua họ trả với giá mấy bác, họ hỏi mua họ trả giá mấy? Con này là 45 triệu bạc cho bà. 45 triệu bạc chưa bán. Nhưng nếu giả sử mà họ trả bao nhiêu thì bác bán? Bác không bán. Bác không bán. Không bán. 100 triệu cũng không bán. Wow. Con này không bán. Đấy. Đấy, con này là không bán. Đấy, đấy, quý vị này, con trâu này 100 triệu không bán nha. Không bán đấy. Nhưng mà giả sử 200 triệu thì bán không? Không. Hả? Cũng nuôi hả? Nuôi mài rồi. Đấy, quý vị ạ, cả hai ông bà đây, bác và nuôi, bác gái đây. Lời chứ, nó đấy. Lời chính con trâu nói là mình mới khỏe này. À. Đó là lời chủ. Dạ. Đấy, sinh nhất tôi ra là được con chủ phân biệt cho mình là khỏe người. Dạ. Đấy, chứ bây con chủ phâm lồi mình cũng quậy quẹ chết luôn. Dạ. Hắn nó rửa. Người nông dân thì ở nông thôn người ta bảo là con trâu là đầu cơ nghiệp. Đó. Nhưng đối với ông bà ở đây thì chú trâu bạc này, chú trâu hồng này không phải là không chỉ là đầu cơ nghiệp mà nó còn là niềm vui nữa. Niềm vui. Đấy, cho nên là không bán. Không bán. Đấy. Không bán. À, đẹp quá, hay quá, con cũng thấy rất là đặc biệt. Đấy. Dạ. Ông nhân hành vẫn đặc biệt đấy. Dạ. Tí thà là họ nhiều người theo lắm. Dạ dạ. Hay quá. Mắt của nó cũng hồng luôn này hả? Ừ, mắt hồng. Dạ. Đẹp. Vâng, mắt hồng. Đấy. Khôn lắm. Dạ. Con này mà nó hiền hiền mà nó cho mình cười lên trên lưng trâu nữa thì hay hả? Hả? Không cho đâu. Hả? Không cho đâu. Không cho hả? Không cho đâu. Con ngày xưa là đi trâu là toàn là cười trên lưng đó. Trên lưng. Ừ. Dạ. Trên lưng xong rồi về mùa đông là cứ mè rang cho khoảng tầm một bao lúa này. Ừ. Gọi là ta gọi là ló chắt đấy. Ừ. Đấy là cứ đi ngồi trên trâu đó là đi từ sáng tới tối. Cả ngày như dạ. Có bị vét không? Con này có bị con vét con rầy không? Không, lấy cái bút đen. À. Lấy cái dài đấy chấm hướng. À. Chấm hướng ấy. Hắn sáng nay là đến cái tuổi thay tạm là cái lưng hắn có chấm đen là nhiêu này. À. Đấy là cái chấm hướng. Vâng, thế là con trâu này. Như thế này này. À. Đấy. Thế là con trâu này nó cũng nhiều cái điểm là khác biệt đó hả? Khác. Thứ nhất là nó có chấm đen này, chấm hương này, rồi là sừng này, là... Đấy, bác nói cái xoáy này này. À, xoáy nào? Cả cái mình con trâu chỉ có một cái xoáy này là tốt nhất này. Xoáy nào? Đây, cái xoáy nó đóng cái lỗ tai này. Đấy, cái xoáy này này. Ờ, xoáy tròn xoay luôn này. Đấy, đấy, cái xoáy lỗ tai này này. À. Đình xoáy, gọi là đấy, đình xoáy này. À. Đấy, bác có khi hắn đứng nghe bác coi chứ, coi bác mới bắt chứ. Đấy, hắn là với cả con ấy. Có, đúng rồi, hắn là, hơi là, bởi vì... Đấy có xoáy xoáy tròn xoe luôn ngay chỗ tai luôn chỗ này, quý vị ạ. Gọi là đính xoáy này. Cái này gọi là đính xoáy à? À đính xoáy. Vì là nó là người là cho nên là không xem được. Ờ ờ. Đừng. Đấy này. Đấy này con thấy không? Dạ. Cái xoáy đúng không? Đấy cái xoáy đấy này, chỗ này nó tròn đấy. Xoáy tròn xoe ngay chỗ gục tai đấy. Ờ đấy gục tai quá. Nó khốn cực kỳ đấy, là cái xoáy này khốn này. À. Đấy. Dạ. Hay quá. Hay quá, xoáy hay quá. Tuyệt vời quá, con cảm ơn bác rồi. Con cảm ơn bác rất là nhiều đã cho con chiêm ngưỡng con trâu của bác nhé. Rồi. Dạ Khánh rất là thực sự rất là hiếu kỳ quý vị ạ, khi mà mặc dù là người sinh ra ở quê lúa đấy, sản xuất nông nghiệp nhưng mà chưa từng chứng kiến một cái con trâu màu hồng rất là đẹp như thế này. Cho nên là muốn được ghi lại cái khoảnh khắc này và muốn được chia sẻ với quý vị. Và trong số quý vị mà chúng ta những ai mà biết về giống trâu hồng ấy, thì quý vị chúng ta có thể là cho Khánh một lời comment trong video này nhé, để Khánh có thể biết thêm, mở mang thêm được cái kiến thức. Thì bây giờ thì trước khi mà kết thúc ấy, video này đấy, thì xin được sờ con trâu một tí. À, từ từ. Từ từ là sờ được thôi. À, từ từ là sờ được hả? Đấy, nó cả nhé. À, rồi, đây. Con này cầm dây sừng này, con cầm trâu này. Bình Khải, từ từ, con Bình Khải đấy. Bác tên là gì hả? Lâm quen hàn đồ. Khốn lắm. Khốn nha, khốn nha, ngoan nha. Đấy, bác tên là chi bác hả? Bác tên gì hả? Long. Bác Long hả? Ừ. Dạ. Ở đây là ở đồi mấy? Xóm 4 Đằng Sơn. À, xóm 4 Đằng Sơn. Xóm 4 Đằng Sơn, Đô Lương. À, xóm 4 Đằng Sơn, Bác Long ở xóm 4 Đằng Sơn, Đô Lương, cả nhà nha. Quý vị mà ai mà muốn chiêm ngưỡng con trâu hồng thì lên đây để gặp bác Long nha. Đấy. Đấy. Hay. Là quá. Được là chứ. Dạ là. Được rồi chứ. Thôi con trâu này mà đặt tên hơn luôn thì hay hả? Khi mà gọi được tên hả? Con Bạc Hồng. Hả? Bạc Hồng. Bạc Hồng á? Ừ. Bác đặt tên là Bạc Hồng. Bạc Hồng. À. Ra ngoài phòng tài. Bạc Hồng vào đi. Là à. À là đặt tên cho nó là Bạc Hồng á. Ừ đấy. À hay quá. Dạ dạ dạ. Được cái gì thôi vô được đi. Rồi vô. Dạ. Rồi bác cho nó vào nghỉ đi. Dạ dạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video và trò chuyện cùng với Khánh nhá. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào toàn thể quý vị. Thank you.
Thank you.